Xin chào nha, chào chị em nha. Em hôm nay em giới thiệu máy màu ba ba, máy màu ba ba em dừng hàng để đặt may. Chị em thế này, chị em nào á mà có tâm ưa mặc ba ba, muốn mặc áo ba ba thì tư vấn số điện thoại cho em, số điện thoại cho em địa chỉ để em may những bộ ba ba cho mấy chị, nếu mấy chị ưa mặc áo ba ba. Đây là những kiểu áo ba ba này á. Đây, chị em nào mà thích mặc áo ba ba thì cho em số điện thoại, cho em địa chỉ nha. Mà chị em nào mà ở gần á thì em tới từng nơi để em đo, và chị em nào mà không rảnh, không có thời gian á thì cho em địa chỉ, nếu mà chị em thích mặc áo ba ba em tới em sẽ đo cho mấy chị. Xong rồi mấy chị thích mặc áo màu gì, ví dụ như màu xanh, đỏ, đen, tím, vàng thì đó là cái màu của mấy chị em, mấy chị của mấy chị thích là màu sắc. Nếu mà mấy chị có thời gian, chị ưa may một kiểu áo ba ba màu xanh, số đó của chị, mà ví dụ như mấy chị ở xa không, em không tới đó được mà thích mặc áo ba ba thì vào em sẽ cho địa chỉ vào Zalo Facebook của em nha, là Facebook Quỳnh Như. Số điện thoại của em là 0968713949. Chị em muốn máy áo ba ba mà thích á thì mà không có thời gian thì cho em thích số điện thoại. Xong mấy chị là số đó của chị vòng 1, vòng 2, vòng 3 ghi vào cho em. Chị thích màu xanh, đỏ, vàng thì ghi vào cho em. Máy cho chị áo ba ba tay lờ, rồi cổ tim hay là cổ tròn, cổ thuyền thì tùy ý mấy chị. Đó là những mấy chị em nói với mấy chị thích mặc áo ba ba. Đó, cái cho em địa chỉ, số điện thoại là em sẽ tới nơi tư vấn máy đó cho mấy chị luôn. Mà nếu như mấy chị mà ở xa quá, không muốn mặc áo ba ba mà không tới em được thì cứ tìm vào Zalo cho em số điện thoại và địa chỉ, màu sắc của mấy chị ưa thích, màu áo gì, kiểu gì em sẽ nhận qua đó máy cho mấy chị nhá. Vừa rồi em cũng nhận qua đó cho mấy chị số nhiều áo ba ba và chúng chị nào mặc cũng ưa. Nhưng đó là áo ba ba này á thì cũng có ít số người thích thôi, nếu là sở thích mà như ý em bảo đảm máy chuẩn ok cho mấy chị, không đạt chuẩn em không lấy tiền. Đây là nói về cho mấy chị em nào mà có ý thích một mặc bộ áo ba ba như ý mình, để mà được đặt qua máy thì em sẽ làm theo như ý mấy chị đó. Áo ba ba thì thường sẽ ta kiểu đồ vậy, màu sắc thì do mình tự chọn, vàng, xanh, đỏ gì thì mấy chị thích màu gì thì cứ inbox số điện thoại cho em sẽ nhận qua máy cho mấy chị nha. Đây là những bộ áo ba ba của nhà em đặt, nhận đặt qua máy. Chị em nhớ nhá, ví dụ như chị em nào ở gần đây thì cứ alo em tới. Chị em tới nhận cho chị một chiếc áo dài, em sẽ tới nhà và đo kích cỡ kiểu chị em thích. Sau đó chị em ưa màu xanh, vàng, đỏ hay là nền hoa đồ gì cũng được. Sẽ có những em sẽ đem những cái màu tới, hoặc là những cái màu của mấy chị chọn và thích thì em sẽ mấy chị chưa có vài em sẽ mua và nhận cho mấy chị, và máy cho chị mấy chị bộ ba ba cho mấy chị ưa ý. Như vậy nha, em xin chào, rồi có gì cứ alo theo số điện thoại cho em.